Em giới thiệu với các bác, đó là một con xe gắn ba bánh thôi nhá, Grab và con vui tàu đây. Đấy. Ba bánh chạy cầu đây, cầu là cầu tròn thôi nhá. Đấy. Cầu tròn, cầu số phụ mà chụp quạt đăng nên số tiến lùi đây, số tiến lùi và kết hợp ở một con máy 125cc các bác nhé, máy mới 100 đây, bốn số tròn, nó có thể về được mo luôn các bác nhé, đang đi trên đường có thể tích hợp được mo luôn, máy mới. Đấy. Con này thì ở một bác khách ở Hải Phòng các bác nhé, bác đã đặt con xe này để chế nên để kéo sắt các bác nhé. Đây, bệ tang chống trục đây, chốt then đây, đây. Con này thì nó tải trọng về sức ngựa thì rất lớn các bác nhé, máy ráp máy mới 100%, kết hợp ở một bộ Mark 3. Bánh chạy bánh 500-12 bốn lỗ, đó là tâm lỗ ngang 7-10, cầu đây, cầu tròn kết hợp một bệ rất là chắc chắn, có cả chắn bùn quay nhá, chắn bùn. Đây, cần số phụ đây, số phụ kết nối tay đây, bạn lên và xuống, số đây, số máy đây, số tiến lùi đây. Con này có thể tải được 15 ngựa các bác nhé, rất là khỏe. Và kết hợp một cặp phanh đấy. Chế lên một cặp phanh rất là ok các bác nhé. Đấy. Hai phanh của nó đây. Đấy. Hình thức là giống hệt phanh dầu các bác nhé. Y chang như phanh dầu. giả phanh dầu các bác nhá. Hai phanh bên ở bên hình thức là giả phanh dầu để cho xe nó ngầu hơn. Con này thì chiều bên em sơn xịt rồi gửi đi cho khách các bác nhá. Các bác có nhu cầu đấu xe thì các bác liên hệ số hotel 0963 566 505 các bác nhé. Các bác đặt những cái dòng xe ba bánh, bốn bánh, các bác liên hệ trực tiếp với bên em. Cuối video thì em xin chúc các bác thật nhiều sức khỏe. Em hẹn các bác ở video sau các bác nhé. Em chào các bác.